Thiện nam tử, bấy giờ ông vua đó nhờ thiện tri thức mà tăng trưởng muốn hiểu biết Phật Bồ Đề, các căn thành tựu, tín tâm thanh tịnh, hoan hỷ viên mãn. Tại sao? Vì Bồ Tát đó xin tu các hạnh cầu nhất thiết trí, nguyện được lợi ích tất cả chúng sinh, nguyện đắc được Bồ Đề vô lượng diệu lạc, xả lìa tất cả các tâm bất thiện, thường ưa tích tập tất cả căn lành, thường nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, thường ưa quan sát đạo nhất thiết trí, thường ưa tu hành pháp nhất thiết trí, đầy đủ sở nguyện của tất cả chúng sinh, nhập vào biển cả công đức của tất cả chư Phật, phá tan núi chướng tất cả ma nghiệp hoặc, tùy thuận giáo hạnh của tất cả Như Lai, tu hành đạo nhất thiết trí không chướng ngại. Thiện nam tử, ông vua đó lúc bấy giờ do nhờ thuở xưa đã từng gần gũi thiện tri thức mà tăng trưởng muốn hiểu biết về Phật Bồ Đề, các căn đã thành tựu, tín tâm cũng thanh tịnh, hoan hỷ viên mãn. Tại sao vậy? Vì vị Bồ Tát đó sinh tụ vạn hạnh cầu được nhất thiết trí, nguyện được lợi ích tất cả chúng sinh, nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện đắc được Bồ Đề vô lượng diệu lạc, xả lìa tất cả các tâm bất thiện, 10 điều ác, thường ưa tích tập tất cả căn lành, thường nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, thường ưa quán sát đạo nhất thiết trí, thường ưa tu hành pháp nhất thiết trí, đầy đủ sở nguyện của tất cả chúng sinh, nhập vào biển cả công đức của tất cả chư Phật, phá tan núi chướng tất cả ma nghiệp hoặc, tùy thuận giáo hạnh của tất cả Như Lai, tu hành đạo nhất thiết trí không chướng ngại, đã thâm nhập vào được dòng nhất thiết trí, dòng tất cả pháp, thường hiện ở trước, đại nguyện vô tận, làm đại trượng phu, trụ nơi pháp đại nhân, tích tập tất cả phổ môn thiện tạng, lìa tất cả chấp trước, chẳng nhiễm tất cả cảnh giới thế gian, biết các pháp tánh như hư không. Đối với người đến xin, nghĩ tưởng như con một, nghĩ tưởng như cha mẹ, nghĩ tưởng như ruộng phước, nghĩ tưởng khó được, nghĩ tưởng ân nhân có ích, nghĩ tưởng kiên cố, nghĩ tưởng sư trưởng, nghĩ tưởng Phật, đã thâm nhập vào được dòng nhất thiết trí, dòng tất cả pháp, thường hiện ra ở trước, phát đại nguyện vô tận, làm đại trượng phu, chỗ nơi pháp đại nhân, tích tập tất cả phổ môn thiện tạng, để khỏi tất cả sự chấp trước, chẳng nhiễm tất cả cảnh giới thế gian. Ông vua đó biết tự tánh của tất cả các pháp vắng lặng như hư không. Đối với chúng sinh đến hội trường bố thí cầu xin, nghĩ tưởng như con một của mình, lại nghĩ tưởng như cha mẹ đời quá khứ, chư Phật đời vị lai, lại nghĩ tưởng như ruộng phước, lại nghĩ tưởng khó được. Có khi muốn bố thí mà chẳng có ai đến tiếp nhận sự bố thí của ông ta. Tại sao? Vì họ chẳng cần người khác cứu giúp. Hiện tại có chúng sinh đến cầu xin bố thí, thật là cơ hội khó được. Lại nghĩ tưởng những chúng sinh đó ở trong đời quá khứ có ơn đức đối với mình, có lợi ích. Hiện tại mình bố thí cho họ, thí ân cho họ, lợi ích cho họ, đó là việc nên làm. Lại nghĩ tưởng kiên cố, hiện tại ta bố thí, phải có chân tâm kiên cố để bố thí, không thể bỏ dở giữa đường. Có đầu, không có cuối, phải làm cho đến nơi đến chốn. Lại nghĩ tưởng như sư trưởng, những chúng sinh đó đều là sư trưởng của mình trong đời quá khứ, đã từng dạy dỗ mình. Lại nghĩ tưởng như Đức Phật, hết thảy chúng sinh đều là hóa thân của chư Phật quá khứ, đến thành tựu tâm bố thí của ta. Chẳng chọn xứ sở, chẳng chọn chủng tộc, chẳng lựa dung mạo, tùy theo chỗ mong cầu của họ, dùng tâm đại từ bình đẳng vô ngại thí khắp tất cả, đều khiến cho họ được đầy đủ. Người cầu xin thức ăn uống thì thí cho thức ăn uống, người cầu xin quần áo thì thí cho quần áo, người cầu xin hương hoa thì thí cho hương hoa, người cầu xin lọng tràng hoa thì thí cho lọng tràng hoa, cầu xin tràng phan anh lạc, cung điện vườn tược, voi ngựa xe cộ, giường tòa mền nệm, vàng bạc mani, các đồ châu báu, tất cả kho tàng và các quyến thuộc, thành ấp xóm làng phải đều bố thí khắp cho chúng sinh như vậy. Ông vua đó tâm rất bình đẳng, chẳng lựa chọn những chúng sinh từ xứ sở nào tới có quan hệ gì với mình, cũng chẳng lựa chọn những chúng sinh da trắng, da đen, da vàng hoặc da đỏ, chẳng có tâm phân biệt như vậy, mà xem mọi người đều như nhau, cũng chẳng lựa chọn dung mạng của người đến xin hoặc tốt hoặc xấu đều bố thí như nhau. Phàm là chúng sinh đến hội bố thí, tất cả đều tùy hỷ, muốn gì thì bố thí cái đó, khiến cho họ toại tâm như ý, đều đại hoan hỷ, dùng tâm đại từ bình đẳng vô ngại, bố thí khắp tất cả, đều khiến cho họ được đầy đủ sự mong cầu. Phàm là người cầu xin thức ăn uống thì bố thí cho thức ăn uống, người cầu xin quần áo thì bố thí cho quần áo, người cầu xin hương hoa thì bố thí cho hương hoa, người cầu xin lọng tràng hoa thì bố thí cho lọng tràng hoa, cầu xin tràng phan anh lạc, cung điện vườn tược, voi ngựa xe cộ, giường tòa mền nệm, vàng bạc mani, tất cả các đồ châu báu, tất cả kho tàng và tất cả quyến thuộc, tất cả thành ấp, tất cả xóm làng thầy đều bố thí khắp cho chúng sinh cần.
Bấy giờ trong hội thí đó có nữ trưởng giả tên là Bảo Quang Minh cùng với 60 đồng nữ tụ hội, đoan chánh xinh đẹp mọi người thích thấy, da màu vàng thật, mắt tóc xanh biếc, thân tỏa hương thơm, miệng diễn nói phạm âm, thân mặc y báu đẹp trang nghiêm, thường có lòng hổ thẹn, chánh niệm chẳng loạn, đầy đủ oai nghi, cung kính sư trưởng, thường nhớ thuận hành, diệu hạnh thâm sâu, pháp nghe được nhớ giữ không quên, căn lành đời trước tuôn chảy thấm nhuần trong tâm, thanh tịnh rộng lớn như hư không, bình đẳng an ổn chúng sinh, thường thấy chư Phật cầu nhất thiết trí. Lúc đó trong hội đại bố thí đó có người nữ trưởng giả tên là Bảo Quang Minh, nàng ta cùng với 60 đồng nữ cùng nhau đến đại hội bố thí. Diện mạo của cô ta rất đoan chánh xinh đẹp, mọi người đều thích thấy cô ta, da của cô ta vàng thật, cặp mắt và tóc xanh biếc, trên thân tỏa hương thơm, miệng dễ nói phạm âm, thần mặc y báu đẹp trang nghiêm, cô ta thường có lòng hổ thẹn, chánh niệm thanh tịnh, chẳng có tà niệm dâm dục, nhờ đó mà tâm chẳng loạn, chẳng có vọng tưởng, đầy đủ mọi oai nghi, rất cung kính sư trưởng, thường hiếu thuận cha mẹ, tu hành pháp môn diệu hạnh thâm sâu của Phật nói, pháp nghe được nhớ giữ không quên, do nhờ căn lành đời trước tuôn chảy thấm nhuần trong tâm, thanh tịnh rộng lớn như hư không, bình đẳng an ổn tất cả chúng sinh, thường thấy hít được tất cả chư Phật cầu nhất thiết trí. Bấy giờ người nữ Bảo Quang Minh cách chỗ ông vua không xa, chắp tay đảnh lễ, bèn nghĩ như vậy: tôi được lợi lành, tôi được lợi lành, nay tôi gặp được vị đại thiện tri thức ở chỗ ông vua đó, nghĩ tưởng như đại sư, tưởng thiện tri thức, tưởng đủ đại bi, tưởng được niết thọ. Tâm nàng ngay thẳng, sinh đại hoan hỷ, bèn cởi chuỗi ngọc trên thân cầm dâng lên ông vua đó, nguyện nói rằng: này đại vương đây, làm chỗ nương tựa cho vô lượng vô biên chúng sinh vô minh, tôi nguyện ở đời vị lai cũng được như vậy, như đại vương đây, những pháp đã biết, thừa đã theo, đạo đã tu, sắc tướng đầy đủ, hết thảy tài sản, nhiếp thọ chúng hội, vô biên vô tận, nan thắng nan hoạn, nguyện tôi ở đời vị lai đều được như vậy, tùy chỗ đại vương sinh ra ở đâu, tôi đều sinh ra ở đó. Lúc đó người nữ Bảo Quang Minh ở trước, cách chỗ ông vua nhất thiết pháp âm viên mãn cái không xa, chắp tay đảnh lễ, bèn nghĩ như vậy: tôi được lợi lành lớn, tôi được lợi lành lớn, nay tôi gặp được vị đại thiện tri thức, thật là may mắn, ở chỗ ông vua đó nghĩ tưởng như đại sư, đại vương ngài là sư phụ của tôi, lại nghĩ tưởng thiện tri thức, đại vương ngài là thiện tri thức của tôi, nghĩ tưởng đủ đại bi, đại vương ngài có tâm đại từ đại bi, lại nghĩ tưởng được nhiếp thọ chúng sinh, tâm nàng ngay thẳng, sinh đại hoan hỷ, bèn cởi chuỗi ngọc trên thân nàng, cầm dâng lên cho ông vua đó, nguyện nói rằng: hiện nay đại vương đây, làm chỗ nương tựa cho vô lượng vô biên vô minh chúng sinh, tôi nguyện ở đời vị lai cũng được như đại vương vậy, như đại vương đây, những pháp ngài đã biết, thừa đã theo, đạo đã tu, sắc tướng đầy đủ, hết thảy tài sản, nhiếp thọ chúng hội, hóa độ chúng sinh, vô biên vô tận, nan thắng nan hoại, nguyện tôi ở đời vị lai đều đắc được như vậy, tùy chỗ đại vương sinh ra ở đâu, tôi đều sinh ra theo ở đó. Bấy giờ đại vương biết đồng nữ đó phát tâm như vậy, bèn bảo rằng: đồng nữ, tùy sự mong muốn của nàng ta đều cho nàng, nay ta đều thí xả hết thảy tất cả, khiến cho các chúng sinh khóc được đầy đủ. Lúc đó đại vương biết đồng nữ đó phát tâm như vậy, bèn bảo rằng: đồng nữ, tùy sự mong muốn của nàng ta đều ban tặng cho nàng, nay ta đều thí xả hết thảy tất cả, khiến cho tất cả chúng sinh khóc được đầy đủ. Bấy giờ nữ Bảo Quang Minh tín tâm thanh tịnh, sinh đại hoan hỷ, lập tức dùng kệ khen ngợi đại vương rằng: lúc đó nữ Bảo Quang Minh tín tâm thanh tịnh, sinh đại hoan hỷ, lập tức dùng kệ khen ngợi công đức của đại vương rằng: thuở xưa thành ấp này khi chưa có đại vương chẳng có chút vui nào như chỗ của ngạ quỷ, thuở xưa thành ấp này khi chưa có đại vương ra đời, thành này chẳng có chút vui nào, chỉ chịu đựng mọi sự thống khổ, cuộc sống của con người giống như ở trong địa ngục ngạ quỷ, không khổ không thể tả. Chúng sinh giết hại nhau, trộm cướp và dâm dật, nói hai lưỡi không thật, lời vô nghĩa thô ác. Giữa chúng sinh với nhau không thể sống trong hòa bình mà hỗ tương giết hại lẫn nhau, lại trộm cướp và tà dâm phóng dật, chẳng giữ quy củ, người với người chẳng trung hậu, chẳng nói lời chân thật, chuyên nói hai lưỡi làm cho ly gián, tạo ra thị phi, lời nói chẳng có đạo nghĩa, nói những lời vô nghĩa thô ác. Tham ái tài vật người, sân hận ôm lòng độc, tà kiến làm điều ác, chết đi đọa đường ác. Ai ai cũng đều không giữ đạo đức, tham ái tài vật của người khác, lại có tâm sân hận, ôm lòng độc ác. Các vị chú ý, học Phật phải minh bạch nhân quả báo ứng, không thể có tâm sân hận độc hại,
Tà tri tà kiến làm nhiều điều bất thiện, khi chết đi sẽ bị đọa vào trong ba đường ác. Bởi những chúng sinh đó bị ngu si che đậy, trụ nơi thấy điên đảo, trời ít khi ban lành. Những chúng sinh đó bị ngu si che đậy, chưa chứng mà họ đều nói đã chứng, chưa đắc mà nói đã đắc. Chẳng thường mà cho là thường, chẳng vui mà cho là vui, chẳng phải ngã mà cho là ngã, chẳng tịnh mà cho là tịnh. Chỗ nơi thấy điên đảo, cho nên cảm ứng trời không mưa xuống, mưa gió thất thường, nhân dân thất thù ngũ cốc, nên không cách chi sống được, chỉ chờ đợi cái chết, đọa lạc vào ba đường ác. Tại sao có hiện tượng này? Vì nghiệp lực của chúng sinh sở cảm mà phát sinh ba nạn nhỏ hoặc ba nạn lớn. Ba nạn nhỏ là đói khát, ôn dịch, đau binh. Ba nạn lớn là lửa, nước, gió. Do đó có câu, lửa thiêu sơ thiền, nước ngập nhị thiền, gió thổi tam thiền. Có bài kệ rằng, sáu cõi trời dục, có năm tướng suy, trên cõi tam thiền có nạn gió. Nếu tu đến cõi phi phi tưởng, chẳng bằng được vãng sinh Tây Phương. Trong kiếp trụ, mỗi một tiểu kiếp có ba nạn nhỏ. Khi nạn đói khát xảy đến, thì khắp nơi đều khô cằn, cây cỏ chẳng mọc, con người ăn đất để đỡ đói, hoặc ăn cỏ, rễ cây, vỏ cây. Thậm chí người ăn người, đói chết vô số. Trải qua 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, người còn sống sót không bao nhiêu. Thảm cảnh tai nạn này qua rồi lại phát sinh bệnh ôn dịch. Trải qua 7 tháng, 7 ngày mới ngừng, nhưng thi thể chết đầy đồng. Không có thuốc gì chữa được, thậm chí bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân rồi cũng chết. Đến lúc nạn đau binh thì càng thê thảm hơn, nhìn thấy cốt nhục như kẻ thù, dùng cỏ lá làm vũ khí, gặp người giết người, gặp vật giết vật, người người tàn sát lẫn nhau, thành thế giới phong cuồng. Trải qua thời gian 7 ngày, tự nhiên thanh tịnh, không còn giết nhau nữa. Những người còn lại không bao nhiêu, mọi người phát tâm hướng thiện. Lúc đó là thời kỳ kiếp giảm, tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi, thân cao khoảng 10 tấc, bắt đầu kiếp tăng lên, một tăng một giảm là một trụ kiếp, khôi phục lại quan niệm luân lý, đạo đức, nghĩa vụ. Từ từ đời sống của con người thịnh vượng, có cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Vì mưa không đúng thời, ngũ cốc đều chẳng sinh, cỏ cây đều khô héo, dòng nước cũng khô cạn. Tâm con người có thể chi phối tất cả, cho nên Đức Phật nói, tất cả do tâm tạo. Khi tâm của con người chúng ta không tốt, thì giữa trời đất có luồng khí u ám. Nếu tâm địa lương thiện, thì giữa trời đất có một luồng khí cát tường. Đây là đạo lý tự nhiên, chứ chẳng phải là mê tín, cũng chẳng phải là nói cả, nói bậy. Cho nên mỗi cử chỉ hành động của chúng ta đều có sự thông đạt lẫn nhau với nghiệp cảm của chúng sinh thế giới. Chúng ta tạo nghiệp thiện và nghiệp ác giống như cái võng, ở trong hư không giao thức với nhau, vận hành với nhau không ngừng. Tại sao trời không mưa xuống? Vì tâm người quá xấu xa, dẫn đến trời rồng nổi giận, bèn bãi công ngừng mưa xuống, cho nên không có mưa xuống. Vì tâm con người ác đến cực điểm, chẳng có khí cát tường, chỉ có khí u ám hiện ra. Khí u ám là gì? Tôi nói lại cho rõ ràng một chút, đó là khí xấu, làm cho trời không mưa xuống, đất cũng không thể sinh cây cỏ được. Do đó trời đất không mưa xuống, vạn vật cũng không sinh. Vì chẳng có mưa xuống nên ngũ cốc gieo trồng cũng không sinh trưởng. Tất cả cây cỏ đều khô héo, biến thành củi khô, các dòng nước cũng đều khô cạn. Đại vương chưa ra đời, ao hồ đều khô cạn, vườn tược nhiều thây cốt, nhìn giống như đồng hoang. Trước khi đại vương ngài chưa ra đời, tất cả ao hồ đều khô cạn, vườn tược rất nhiều thây cốt, nhìn giống như đồng hoang, chẳng có chút sinh khí gì. Đại vương lên ngồi bóng, rộng cứu các quần sinh, mây lành che tám phương, khắp nơi đều mưa xuống. Từ khi đại vương lên ngôi báu, rộng cứu tế tất cả chúng sinh như mây lành che tám phương. Do đó trước trời nổi mây lên, sau đó mới mưa xuống. Hiện tại đều tiếp thọ được sự giáo hóa của nhà vua, cứu tế chúng sinh giống như mưa cam lồ, tất cả mọi nơi đều được thấm nhuần. Khắp nơi mưa xuống, tất cả vạn vật đều sinh trưởng. Đại vương cai trị dân, dứt hết các bạo ngược, hình ngục đều dẹp bỏ, kẻ côi nghèo an ổn. Đại vương ngài dùng từ bi hỷ xả để giáo hóa nhân dân, dứt hết tất cả các bạo ngược, hình phạt và ngục tù đều dẹp bỏ hết, không sử dụng nữa. Những kẻ mồ côi nghèo khổ, họ đều được an ổn. Người nam quá vợ gọi là quan phu, người nữ chồng mất gọi là quả phụ, già mà không con gọi là độc, trẻ mà không cha gọi là cô. Thời kỳ Chu Văn Vương rất nhân từ, thương dân, lo cho dân, do đó có câu, xót thương những người cô độc bệnh tật, đều nuôi dưỡng họ. Quốc gia thiết lập những chỗ cứu tế khắp nơi, chuyên trợ giúp những vật dụng hàng ngày cho những người này,
khiến cho đời sống của họ được ấm no. Đây là bổn phận của người làm vua vậy. Ngày trước, các chúng sinh thường giết hại lẫn nhau, uống máu và ăn thịt, nay đều sinh lòng từ. Ngày trước, các chúng sinh thường giết hại lẫn nhau, lúc nạn đau binh thì dù cỏ lá cây cũng có thể làm vũ khí giết người được. Lúc nạn đói khát thì chúng sinh ăn cỏ, rễ cây, vỏ cây, thậm chí ăn bùn đất để duy trì mạng sống. Có lúc uống máu người, có lúc ăn thịt người, cha mẹ của mình không nhẫn tâm ăn thịt đứa con mình mà đổi với người khác để làm thức ăn. Hiện tại thuyền nhân Việt Nam nổi trôi trên biển, lúc hết nước uống, hết thức ăn, cũng xảy ra những thảm cảnh bất nhẫn này, đó là địa ngục nhân gian vậy. Nhờ lòng từ bi cảm hóa của Đại Vương mà những người ác này cải tà quy chánh cũng sinh lòng từ bi. Ngày trước các chúng sinh nghèo cùng thiếu y phục, dùng cỏ tự che thân, gầy xấu như ngạ quỷ. Ngày trước tất cả chúng sinh đều rất nghèo cùng, không có y phục mặc. Dùng cỏ và lá cây làm y phục để che thân, gầy còm xấu xí giống như ngạ quỷ. Khi Đại Vương ra đời, lúa thóc tự nhiên sinh, trong cây hiện y đẹp, nam nữ đều nghiêm sức. Từ khi Đại Vương ra đời, ngũ cốc lúa thóc tự nhiên sinh ra dồi dào, nhân dân an cư lạc nghiệp, trong cây có thể hiện ra y phục đẹp, nam nữ đều có y phục mặc mà còn trang nghiêm đẹp đẽ, do đó phong y túc thực. Mọi người đều hoan hỉ vui mừng, hết khổ hết lo, không có bệnh tật. Ngày trước người tranh tham, phi pháp lấn đoạt nhau, ngày nay đều đầy đủ như dạo vườn đế thích. Ngày trước mọi người tranh nhau từng chút lợi ích, dùng thủ đoạn bất hợp pháp, bạn tranh tôi đoạt, chẳng nói gì đến đạo đức. Ngày nay họ đều cơm no áo ấm, hết đói khát, an vui giống như đi dạo trong vườn hoa của trời đế thích. Ngày trước người làm ác, dâm dật sinh tham nhiễm, vợ người và đồng nữ cùng xâm hại lẫn nhau. Ngày trước mọi người hoan hỉ làm việc ác, có thể nói là chẳng có điều ác nào mà chẳng làm, đều nghĩ lung tung sinh tầm tham nhiễm, thấy vợ và con gái của người khác, bèn dùng đủ thứ thủ đoạn để xâm hại bức bách, khiến cho người phẫn hận, không dám nói. Những người ác đó làm những việc thương thiên hại lý, không sợ ai xem thường pháp luật. Nay thấy vợ con người đoan chánh đẹp nghiêm sức, mà tâm không nhiễm trước, giống như trời tri túc. Người gian dâm trước kia, nay thấy vợ con người khác đều đoan chánh, xinh đẹp, nghiêm sức, trong tâm không còn tư tưởng nhiễm trước. Thấy phụ nữ lớn tuổi thì cho rằng đó là mẹ của mình, thấy phụ nữ trẻ trung thì cho rằng là chị em của mình, thấy con gái mới lớn thì cho rằng là con gái của mình. Mọi người đều xem như vậy thì chẳng có phiền não gì, an vui giống như cõi trời tri túc. Thiên chúng cõi trời này luôn luôn biết đủ, chẳng có mọi dục niệm. Ngày trước các chúng sinh nói dối chẳng chân thật, phi pháp chẳng lợi ích, xiểm nịnh lấy lòng người. Ngày trước các chúng sinh truyền môn thích nói dối, chẳng nói lời chân thật, truyền môn làm những việc phi pháp, gian dâm, giết hại, trộm cướp, chẳng có gì mà không làm, tuyệt đối không làm việc có lợi ích cho người, dùng hành vi xiểm nịnh lấy lòng người khác. Ngày nay các quần sinh đều lìa các lời ác, tâm họ rất mềm mại, lời nói cũng điều thuận. Ngày nay tất cả chúng sinh đều đã lìa khỏi các lời nói ác, tâm họ rất mềm mại, cũng chẳng căng cường, lời nói cũng rất điều thuận, chẳng làm thương hại người khác, tóm lại chẳng phạm bốn điều ác về nghiệp miệng. Ngày xưa các chúng sinh hành đủ thứ pháp tà, chắp tay cung kính lễ các bò dê chó heo. Ngày xưa các chúng sinh hoan hỉ hành đủ thứ pháp tà, chắp tay cung kính lễ các loại chúng sinh bò dê chó heo. Họ hành theo pháp tà chi tà kiến, chẳng biết gì là chánh pháp, ở trong bóng tối tìm chẳng được ánh sáng trí huệ. Này nghe pháp của vua, ngộ hiểu trừ tà kiến, biết rõ báo khổ vui đều từ nhân duyên khởi. Hiện tại họ đều nghe chánh pháp nhãn tạng của Đại Vương, Ngài nói, đều giác ngộ, thấu hiểu, cho nên trừ khử hết đi tà trì tà kiến, biết rõ luật nhân quả báo ứng khổ vui, do đó có câu, trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác. Khổ vui là do mình trêu đến, tức cũng có nghĩa là tự làm tự chịu, tạo ác thì thọ ác báo, làm lành thì thọ báo lành, tự hào không sai, tất cả hết thảy đều do nhân duyên sinh ra, do đó có câu, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Lại có thể nói, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói thầy đều không, tóm lại tất cả đều không. Đại Vương diễn diệu âm, người nghe đều vui mừng, âm của Phạm Đế Thích, tất cả không bằng được. Đại Vương Ngài diễn nói pháp âm vi diệu, khiến cho người nghe đều sinh tâm vui mừng. Âm thanh của Ngài nói pháp rất thanh tịnh, giống như tiếng của Phạm Vương Đế Thích, thậm chí còn hơn tất cả mọi âm thanh.
Dù là âm thanh của Phạm Vương, Đế Thích cũng không bằng được âm thanh của Đại Vương. Đại Vương các lọng bóng ở cao trong hư không, cán làm bằng lưu ly, che phủ lưới mani. Nữ bảo quang minh nói, các lọng bóng của Đại Vương ngài ở cao trong hư không giống như cái lọng trắng lớn. Cán lọng bóng làm bằng lưu ly, phía trên lọng bóng che phủ lưới mani để nghiêm sức. Đình vàng tự nhiên vang, tiếng Như Lai hòa nhã, tuyền dương pháp vi diệu, trừ diệt hoặc chúng sinh. Trung quanh lọng báu có vô số linh vàng, khi gió thổi tự nhiên vang pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn. Âm thanh đó tức là tiếng hòa nhã trong tám âm của Như Lai, tuyền dương pháp môn thâm sâu vi diệu, trừ diệt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh, trừ diệt được điên đảo của tất cả chúng sinh, trừ diệt được phiền não của tất cả chúng sinh, trừ diệt được tập khí của tất cả chúng sinh. Kế lại rộng diễn nói, mười phương các cõi Phật trong tất cả các kiếp Như Lai và quyến thuộc. Kế lại rộng diễn nói, vô lượng pháp môn, các cõi nước chư Phật trong mười phương trong tất cả các kiếp làm quyến thuộc của Như Lai, gần gũi Như Lai, cúng dường Như Lai. Kế lại nói, thứ tự, quá khứ mười phương cõi lại trong các nước đó tất cả các Như Lai. Kế lại diễn nói, thứ tự, tất cả pháp môn cõi nước trong quá khứ của tất cả mười phương chư Phật lại trong các nước đó xuất hiện tất cả các Như Lai, giáo hóa tất cả chúng sinh. Lại vang âm vi diệu, khắp cổng cõi diêm phủ, rộng nói các trời người, đủ thứ hướng nghiệp khác biệt. Trong linh báu lại vang ra âm thanh vi diệu, khắp cổng cõi diêm phủ, rộng dễ nói giáo pháp của các trời người, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ đủ thứ việc nhân quả báo ứng, tạo đủ thứ nghiệp, thì thọ đủ thứ quả báo khác nhau. Chúng sinh lắng nghe rồi, tự biết các nghiệp tạm, lìa ác siêng tu hành, hồi hướng Phật Bồ Đề. Chúng sinh lắng nghe pháp này rồi, thì tự mình biết tất cả nghiệp tạm, đạo lý chẳng tạo nghiệp thì chẳng thọ báo. Do đó có câu, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo thêm nghiệp mới. Họ liệt khỏi tất cả các điều ác, sinh tu tất cả các điều lành, đem căn lành tích tập hồi hướng về Phật Bồ Đề. Các điều ác tức là nói thị, nói phi, nói dài, nói ngắn. Do đó có câu, khẩu trung vô đức, miệng chẳng có đức. Suốt ngày không việc gì làm, nói dối, nói hai lưỡi, chửi mắng, trêu rẻ, đó tức là ác nghiệp. Vô trà tịnh quang minh, hoàng hậu liên hoa quang, lúc năm trược xuất hiện, ở ngôi trị thiên hạ. Nữ bảo quang minh nói, vô trà của đại vương tên là tịnh quang minh, mẹ của vua tên là liên hoa quang, lúc năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược xuất hiện, thì ở ngôi vô trị lý thiên hạ. Thời có vườn rộng lớn, vườn có 500 ao, mỗi ao ngàn cây bao, đều có hoa che phủ. Lúc đó, vua có vườn rừng rộng lớn, trong vườn có 500 ao nước, mỗi ao nước có ngàn cây bao quanh ao. Trên mỗi ao nước, đều có hoa sen lớn che phủ. Trên bờ ao nước đó, kiến lập đình ngàn cột, lan can thảy trang nghiêm, không gì chẳng đầy đủ. Trên bờ ao nước đó, có kiến lập một cái đình lớn ngàn của trụ. Hết thảy lan can đều dùng các thứ bóng làm thành, đặc biệt trang nghiêm, năm quang người màu chói sáng là mắt, tất cả thiết bị đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đời mạc khởi ác pháp, nhiều năm không có mưa, ao hồ đều khô cạn, cây cỏ đều khô héo. Vào thời đại mạt pháp sẽ có ác pháp sinh khởi, do nghiệp của chúng sinh sở cảm, nhiều năm không có mưa xuống. Nước ao hồ sông ngòi đều khô cạn hết, tất cả cây cỏ đều khô héo, chúng sinh không có quần áo, không có thức ăn, sự thống khổ khó tả được. Trước 7 ngày vua sinh, trước hiện tướng điềm lành, ai thấy đều nghĩ rằng bậc cứu thế sẽ hiện. Trước 7 ngày đại vương sinh ra đời, trước hết thị hiện tướng báu điềm lành, nhất là ai thấy được tiếng điềm lành này, đều nghĩ rằng bậc cứu thế chủ sẽ xuất hiện ra đời, giải cứu khổ nạn cho chúng ta. Bấy giờ lúc giữa khuya, đại địa sáu thứ động, có một ao hoa sen, ánh sáng như mặt trời. Lúc đó giữa đêm khuya, đại địa có sáu thứ chấn động, chấn hống kích thuộc về âm thanh, động dũng khởi thuộc về hình tướng. Có một ao hoa sen bóng, hiện ra ánh sáng lớn như mặt trời,